hai bên thằng chiến tới luôn, hai bên thằng chiến tới luôn, gài đạn em ơi. Úi trời ơi, chết nè. Ơi Châu đây, anh đi bắn bốn phát cũng chết đây mà. Ông ma Canada thì chết. Úi trời ơi, đây trước mặt mình nè. Úi trời ơi, hai thằng luôn. Úi xây 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 chặt kêu chạy 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 nó mà. Úi trời ơi, kêu. Ok anh em ơi, thì hiện tại mình đang có mặt tại shop daykhang.vn nha anh em ơi. Shop mình đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ cào nha anh em. Đấy, anh em đọc cái bản thông báo nên cũng biết shop mình đang có nhân 2 nạp thẻ nha. Và tặng lượt quay miễn phí nha anh em. Thì hiện tại mình có nạp 500k vào tài khoản và nhận được 500k tiền khóa nha anh em ơi. Đấy là được x2 thêm được 500k tiền khóa. Tiền khóa anh em có thể quay cái phần quay kim cương nha anh em. Đấy ok, hôm nay mình sẽ sâu các clip 100k và 50k có trên shop nha anh em. Nít rất là ngon luôn, anh em nhanh tay mua thì còn chậm tay thì mất nha anh em ơi. Đấy, bảy rất là nhiều nít 100k luôn nha mà. Rất nít thật 100% nha anh em ơi. Có rất nhiều anh em rất là mua, nhiều anh em mua được và đã comment trên shop trên kênh mình. Mà có nhiều người anh em không mua kịp anh em ạ. Ok, hôm nay em sẽ mua nít random sẽ tặng cho anh em nha. Đây ok, mua nít này luôn, không chần chờ nữa. Nít này 150k nha anh em. Đấy, đấy em thấy cái mã code đâu. Đấy, tài khoản mật khẩu giá là 150k và mã code. Anh em lấy cái mã code trên cái đường hướng dẫn anh em, mà hồi mình chỉ cho anh em cách lấy mã code nha. Đây, mua thêm nít này anh em ơi, 150k tiếp. Mình sẽ mua 3 nít tặng cho 3 anh em, nhanh tay nhanh chân. Được cái 3 nít này nha anh em ơi. Ok, không, mình không biết nít ngẫu nhiên ngon không nữa. Anh em vào, anh em xem nít ngon hay không nha anh em ơi. Ok. Đấy, mua thôi, mua nít thứ 3 anh em. Đấy, vậy là 450k, mình đã hết tiền rồi anh em à. Mình còn 50k, mua cho anh em 3 nít. Và đây, anh em bấm vào cái chỗ khoanh tròn này anh em, khoanh tròn màu đỏ, anh em bấm vào đây anh em để hướng dẫn để anh em lấy cái mã code nha anh em ơi. Đấy ok, mã code để anh em đăng nhập đấy. Anh em nào nhanh tay nhận được 3 nít 150k random của shop mình nha anh em ơi. Ok, nhớ vào shop Đại Khang ủng hộ mình nha. Ok, ta chi hào xin chào những người anh em đến với kênh của mình. Mình là Đại Khang anh em ơi, WC Đại Khang. Quay lại những trận solo xà quắc siêu kinh điển của mình nha. Ok, hôm nay mình sẽ bắn khẩu M1014 đôi khẩu cái chết tím nha anh em ơi. Ok, bắn nhau ở dưới quá trời luôn. Bây giờ mình kiếm súng, mình sẽ mở kiếm 1014 anh em ạ. Đây bên trái một người trước mặt anh em ơi. Ui rồi, chạy vô đây mọi người, vô đây vô đây này thì tưởng mình không thấy các bạn. Mình lượm được cái khẩu bắt 10 bắn hơi khó nha mà. Mình thì không bắn khẩu bắt 10 nhiều lắm anh em, mình không thích khẩu này lắm cho nên mình ít bắn lắm. Có nhiều bạn thấy thích bắn con này lắm mà mình thích bắn con này đây mà. Úi trời, úi khoa, để hồi mình vô mình mua 1014 đây mà. Ok, thì trong mấy bán hàng có bán 100 xu thôi anh em, giá là rẻ anh em à. Trời ơi, rẻ như sớp bạc của Đại Khang luôn anh em. Úi trời, 32 máu một kill quái đạn gì chứ, ông chùm KSWT Đại Khang em ơi. Ok, lên cấp 3 luôn. Trời ơi, bộ 3 gạch mà cầm thêm 1014 cái chiếc tím bên này thôi. Đưa cái đầu ra, ok, lên gạt luôn em ơi. Thì khẩu này, gì đấy, đi khen ngáo nha mà. Khẩu này tăng 1 tốc bắn thôi nha mà. Khẩu này tăng 1 tốc bắn thôi anh em, chứ không tăng gì nữa hết trơn em ơi. Ừ, nó không tăng, không giảm gì nữa hết trơn á. Như nó chỉ tăng 1 tốc bắn với anh em ngồi xuống sẽ tăng đam cho anh em. Ui giời, nhảy cái bắn nè, ui giời không chết Châu nữa anh em. Anh đi nghe Châu ơi, ui gầy đạn cái, nhảy ra. Ui giời đặt keo rồi, anh đi nhảy xuống bên phải mình anh em. Đây, bơm máu này cho hai viên bay màu luôn này, thì bơm máu. Khẩu này khá là mạnh anh em, rất là mạnh nha. Hồi đó khẩu này nó chùm với bắt gấu anh em. Bắt gấu cầm khẩu này làm lên tên tuổi luôn nha mà. Bắn khẩu bắt gấu cầm khẩu 1014 cái chiếc tím này bắn khá là ghê em ơi. Hồi đó mình coi bắt gấu bắn ghê lắm anh em. Bắt gấu hồi đó là ông chùm 1014 mà đúng không anh em. Bây giờ bắt gấu ít bắn 1014 rồi. Bắt gấu mình đa số thấy bắn sẵn gần 2 viên là nhiều nha anh em ơi. Ôi trời, lựu đạn rồi bạn ơi. Thì bắt gấu cũng không bắn khẩu chơi với tím nữa anh em. Bắt gấu bắn khẩu chiến tranh không mà, với khẩu lâm tập anh em ạ. Ôi trời, chạy đâu à, ra luôn anh em ơi. Ui rồi, ra luôn, ui bể đầu, căng nha. Nhảy ra bắn nè, mày nóc bồn anh em ơi. Hai bên thằng chiến tới luôn. Gài đạn anh em ơi, ui trời ơi, cháy nè. Ôi trời, Châu đây, anh đi bắn 4 phát cũng chết đây mà. Ông ma Canada thì chết. Ui trời, đây trước mặt mình nè. Ui rồi, hai thằng luôn. Ui xây chạy nó mà. Ui rồi, kêu lum la. Anh nhân kia mình bắn 4 viên không chết em mà. Ui rồi, đi tự bóp trái luôn, tự cầm một quả lựu đạn tự chọi tự chết luôn em mà. Áo ma là chứ các bạn này nè, bạn áo cam cam anh em, mình bắn 4 viên không chết em. Ui rồi, lâu sừng cân bị lỗi đam quá em mà. Và mình bắn mấy khẩu sừng cân kia, mình làm clip cho anh em cũng bị lỗi đam khá là nhiều luôn anh em. Trời ơi, nhiều khẩu bị lỗi đam quá. Mình bắn 4 viên chả chết.
anh em mình trâu quá đạn sự chứ. Có khi nào anh em đã chơi mua Skyler, anh em chơi anh em bài đặt keo ra hồi máu nhiều, anh em mình bắn không chết, kiểu như mình bắn giật máu xong anh em Skyler hồi máu ấy đấy, hoặc là kỹ năng khác hồi máu nữa mình cũng chả biết anh em à. Mình không chơi mấy kỹ năng nữa, mình không để ý nữa, mình còn chơi mấy kỹ năng cũ của mình không anh à. Ui trời, ui rồi gì đây ui bay mũ luôn full đỏ luôn, nhưng mà ẩu ma Canada hết chứ. Thì mình trận này mình cũng có đem đi guitar anh em, mình đem theo cái con Hayato nha anh em ơi, mình bắn xuyên giáp cho đẳng cấp luôn cho nó mạnh anh em à. Đấy, lâu lâu cũng đổi kỹ năng tí, thì mình chỉ đổi kỹ năng, mình chỉ đổi Hayato hoặc là Nikita thôi, còn mấy kỹ năng khác mình không có đổi nha. Mình vẫn giữ kỹ năng Kaylee, Yota và Alok nha anh em, và Chogono nha anh em. Mấy kỹ năng khác mình không đổi, mình chỉ đổi kỹ năng Nikita hoặc là Hayato vô thôi. Đấy, ok. Trời ơi, bên đây có người anh em ơi. Trời ơi, à trong nhà mình nè. Ê, chị đâu? Anh đi, Thanh đi ngày nãy ở cánh đồng anh em ơi, nóc 1 nè. Đây còn bạn nữ nè. Ui trời, 2, 3, 4 gì của chung 3 3 uống nhiêu chết kìa anh em thấy ảo không? Bắn một đa, một đống đam không chết luôn. Thế mới chịu chết đấy anh em ơi. Này thì ngáo ngáo với đi khang nè. Ui trời, chạy vô đây. Đây, mình canh trước anh em. Vô nè. Mình đứng trong cái tủ lạnh anh em. Bà anh đi quẹo vô, anh đi bắn không trúng mình. Mình đứng, mình núp trong tủ lạnh anh em. Ảo qua rồi chứ. Ok, gạt luôn anh em ơi. Cậu chiến tím này hồi đó nó có tặng trong tặng hộp cho anh em để mở anh em. Hình như anh em chơi đủ phút là nó tặng cho anh em mấy cái hộp súng cái chiến tím để mở ấy. Mình thì lúc trước mình mở mười mấy hộp là ra anh em à. Tới cái hộp cuối cùng luôn mới ra. Trời ơi, ảo ma, cuối cùng luôn ra khẩu cái chiến tím luôn anh em à. Ủa trời, chạy đâu, ui chạy được. À, gì phải bắn mình nữa. Chơi với đi khang, bắn đi khang nè, thanh niên cũng cáo già đấy. Ok, 14 kêu chung tay đi khang anh em ơi. Thì mình vẫn còn hơi sổ mũi nha, mà hơi bị cái giọng mình còn hơi lạ nên thông cảm giúp mình nha. Shop mình đang có chương trình khuyến mãi nha. Ui dồi, nóc 2 luôn nha, mà ổng qua thì chứ. Shop mình đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 nạp thẻ nha anh em. Và nạp thẻ vào sẽ nhận được lượng quay miễn phí. Và anh em có nhu cầu săn nít 100k anh em có thể vào săn nhanh tay, còn chậm tay thì mất nha anh em ơi. Ok, ui dồi, bay cái mũ luôn. Ok, mong anh em ủng hộ mình nha. Thì nick TikTok mình vừa mới mất, anh em nhớ follow nick TikTok mới giúp mình nha. Cái kênh TikTok mới mình có gắn link trong phần mô tả nha anh em. Ok anh em ơi, cảm ơn anh em rất nhiều, I love you. Ok, vô thôi. Đùa anh em tí mà. Thì hồi đó lúc trước mấy bạn mở cái hộp cái chiếc tím á, thì toàn mở ra UMP với M14 là nhiều anh em à. Ít bạn mở ra được 1-4 lắm. Ui trời, khoan, bay mũ nè. Mình thì mở hơn, mình ra được khẩu 104 rất là ngon anh em. Ui trời, thì mình vẫn thích khẩu cái chiếc tím là skin nào cũng ngon hết chứ anh em à. Skin UMP hoặc là M14 cũng tăng một chút bắn, anh em ngồi xuống cũng tăng sát thương, bắn rất là ngon anh em ơi. Mấy khẩu đó quá đã luôn anh em. Mình không có, mình chỉ có khẩu 104 thôi. Nhưng mà khẩu 104 này là mạnh nhất rồi nha anh em. Hồi lúc xưa anh em có xem highlight của NBC không? Anh thường bắn cái khẩu M104 cái chiếc tím này lắm anh em à. Hồi xưa hồi lúc đấu trường sinh tồn 11 qua NBC bắn đấu trường sinh tồn 11 về đấy, cái NBC lập cái kênh YouTube rồi ảnh làm highlight đấy anh em. Đấy, cái lúc đấy là anh bắn cái khẩu 104 cái tím nhiều lắm. Lúc đó mình còn tưởng anh bắn màu 104 hàm cá mập đó chứ, mình chả biết khẩu cái chiếc tím đó nè. Cho nên từ từ mình mới biết là anh bắn khẩu này. Cái mình mở dính khẩu này cũng khá là vui. Ui trời, bắn khá là mạnh đấy anh em à. Đấy, cũng có hơi chậm một tí nhưng mà nó bắn khá là ngon nha anh em. Bắn ngồi xuống nên tăng hai sát thương nữa. Ngồi xuống anh em bắn lên được 2 đam anh em. Anh em không tin anh em test thử đi anh em à. Ok, bạn cuối anh em ơi, 19 kill rồi. Úi dồi, 20 kill trong tay đi khang rồi. Top 1 cái chắc rồi chứ còn gì nữa anh em. Một con bút ra đây sụp chỉ có bể đầu thôi chứ còn sống nổi. Ai cha thì căng nha, mình bao cuối mình không ẩu nha anh em. Bao cuối đi khang thường là không dám đẩy nha anh em ơi. Từ từ thôi anh em, không gấp nha. Mình còn quá trời lưu đạn luôn, quá trời keo luôn, không cần vội hên xui lịch có phóng lựu hả? Nó có cái gì nó chơi mình chết mình anh em à. Úi dồi, lựu đạn cái né đi bạn ơi. Lựu đạn nè. À, xuống đây bạn. Anh đi này cạc gắt nha. 33 đam là mình chọi đạn tiếp tục đó bạn. Chọi thoải mái thôi, mười mấy quả, còn mấy quả anh em. Chọi này thôi anh đi là đỡ được. Đây một quả nè bạn ơi. Úi rồi, chạy đâu rồi anh em mới được chạy đâu anh em. Rồi một báo luôn kìa. Úi rồi, chọi đạn trăm mấy chục máu anh em. Anh đi coi ơi, không chết kìa, ảo ma sâu đấy. Chọi đạn anh đi không biết được chạy luôn. Úi rồi, thấy chưa. Anh đi chạy đường nào. Trời ơi trời, xong rồi. Úi đâu rồi, xong, chạy vô bạn ơi, chạy vô đây solo nè bạn, chạy vô đây. Rồi anh đi đứng ngoài chết bo luôn à, ảo ma chứ anh đi không dám vô nữa mà. Rồi chết bo luôn à.
Ok anh em, ok anh em, video này kết thúc. Anh em xem video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho đây Khang nha anh em ơi. Ok, chúc anh em ngày mới tốt lành và tràn đầy sức khỏe nha. Đừng quên vào tham khảo shop của Đê Khang. Đấy, săn những nick 100k. Đấy, và nick và những nick cực kỳ ngon nha. Và các phần quay hấp dẫn nha anh em ơi. Ok, chúc anh em vui vẻ nha. Và đừng quên ủng hộ Đê Khang nha anh em ơi.